Lại nữa, Kiều Thi Ca, Nếu Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, vân vân. Vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói thân giới hoặc thường hoặc vô thường, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói thân giới hoặc lạc hoặc khổ, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh giới nên cầu thân giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thân giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu thân giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu thân giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói ý giới hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói ý giới hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh giới nên cầu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu ý giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu ý giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, mà nói địa giới hoặc thường hoặc vô thường, nói thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường, nói địa giới hoặc lạc hoặc khổ, nói thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ, nói địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh,
Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới, là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh giới nên cầu địa giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu địa giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới, là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu địa giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu địa giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới, thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói vô minh hoặc thường hoặc vô thường, nói hành, thức, danh, sắc, lục, xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, ưu, não, hoặc thường hoặc vô thường, nói vô minh hoặc lạc hoặc khổ, nói hành, thức, danh, sắc, lục, xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, ưu, não, hoặc lạc hoặc khổ, nói vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, nói hành, thức, danh, sắc, lục, xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, ưu, não, hoặc ngã hoặc vô ngã, nói vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói hành, thức, danh, sắc, lục, xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, ưu, não, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới, là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh giới nên cầu vô minh hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu than khổ ưu não hoặc thường hoặc vô thường. Nên cầu vô minh hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não hoặc lạc hoặc khổ. Nên cầu vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã. Nên cầu vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới, là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu vô minh hoặc thường hoặc vô thường, cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não hoặc thường hoặc vô thường, cầu vô minh hoặc lạc hoặc khổ, cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não hoặc lạc hoặc khổ, cầu vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới, thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói bố thí ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, nói tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, nói bố thí ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, nói tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, nói bố thí ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bố thí ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới, là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh giới nên cầu bố thí ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bố thí ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu bố thí ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã,
nên cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bố thí ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới, là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu bố thí ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, cầu bố thí ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, cầu bố thí ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bố thí ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói pháp không nội hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp không nội hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp không nội hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp không nội hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới, là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh giới nên cầu pháp không nội hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp không nội hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp không nội hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp không nội hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới, là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu pháp không nội hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp không nội hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp không nội hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp không nội hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói chân như hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác,
tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc thường, hoặc vô thường, nói chân như, hoặc lạc, hoặc khổ, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc lạc, hoặc khổ, nói chân như, hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói chân như, hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới, là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh giới nên cầu chân như, hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu chân như, hoặc lạc, hoặc khổ,